Anh không hiểu mày nghĩ gì mà vác mặt về nhà vào cái lúc này đấy. Ít nhất thì đừng có thêm dầu vào lửa đấy chứ. Nhìn mày làm sao mẹ chịu nổi. Em biết rồi, anh thôi đi có được không? Thôi cái gì? Hả? Thế ở đây ai sai? Anh sai à? Rồi, Như nó cũng khổ lắm rồi anh. Chị Như cũng đâu có cố tình đâu anh. Bây giờ anh muốn em phải thế nào? Không phải anh cũng là người đầu tiên ly hôn trong cái nhà này à? Chị... Sao anh có quyền lên mặt nói em thế? Này, cái chuyện đấy qua rồi, sao cứ nhắc lại thế hả? Thế người khác sai là mày có quyền được sai à? Mày còn sai hơn khi mà giấu mọi người đấy. Tụi con làm cái gì vậy? Dạ. Bà thật không ngờ. Đi ra ngoài hết. Bà ơi. Con xin lỗi. Bà ơi. Con xin lỗi ạ. Bà ơi. Ra hết. Tại anh ấy. Sao tại anh? Cứ không tại anh, tại ai? Tại cái Như. Thôi đi. Sao mà đến giờ này anh chị vẫn cãi nhau rồi nhở? Em còn nói to hơn anh chị đấy. Thôi thôi, sao cứ phải hét lên đấy? Để cho hàng xóm người ta ngủ đi. Thế bây giờ biết làm thế nào? Chả nhẽ cả bốn anh chị em mình giạt ngoài đường à? Bảo nói bé thôi cơ mà. Nhờ ba mẹ có lâu mới nguôi giận. Yên tâm, tí nữa anh nhắn thằng Hùng ra bang, nó xuống mở cổng cho. Ngồi gọn vào. Nhưng mà em đói. Chị cũng đói. Đi ăn gì đi. Ừ. Anh. Rồi tôi còn đang đói thối mồm đây này. Đi ăn gì đi, em mời. Đấy. Chờ ai? Đi đi. Cần trường đến không, chết đói đến nơi rồi. Đi đi đi. Trời ơi. Nào, vô. Vô. À. Thật ra thì mẹ là người rất có năng lực. Chẳng qua là mẹ sản xuất ở hội mình liền tù tì bốn đứa. Thế cho nên chả có thời gian phát triển sự nghiệp của bản thân. Nên mẹ mới chỉ dừng được cái chức là phó phòng chính thôi. Mẹ là người có sĩ diện cao. Thế mà ba đứa con thì ly hôn, một đứa thì hủy hôn. Anh xin lỗi, vì anh là người khởi đầu tất cả. Không phải lỗi của anh đâu, lỗi của em ấy. Em thì tự dưng đùng đùng đòi bỏ chồng. Bố mẹ có cản thế nào em không nghe. Nhất nhất là không bỏ qua tha thứ cho lão Tài. Lỗi của em ấy. Thôi cũng vừa thôi. Anh chị đừng nói thế. Nếu mà không phải do em hủy hôn bất thình lình thì chị Như cũng không cần phải giấu việc ly hôn. Em xin lỗi ạ. Thôi, chả liên quan gì đến mọi người cả. Chuyện của em mới là giọt nước tràn ly, mới là cú đấm chí mạng của ba mẹ. Vì dù sao ấy thì ba mẹ cũng yêu ái em nhất. Em ấy đáng trách nhất là tại sao lại im lặng lâu đến như thế. Em cứ như là sinh ra từ vũ trụ ấy, không có gia đình, không có người thân à? Thôi xin lỗi được chưa? Xin lỗi, xin lỗi. Lỗi rồi con đi. Nói đi. Gì đây? Phù thủy áo trắng mặt lạnh ấy. Mày nhìn bên ngoài trông xinh là phết. Phù thủy nào? Loại bác sĩ bỏ chồng chẳng có đàn ông nó chịu đựng được đâu. Đúng một loại đàn bà bật lết chả giống ai cả. Này, mày biết cái gì về em gái tao mà mày nói thế hả? Cái loại đàn ông mất nết như mày ấy nhá, 11, 12 giờ đêm vẫn còn ngồi nhậu nhẹt bù phú đàn đúm. Xong rồi nói xấu phụ nữ. Mày có bị ngứa mồm này, tao gãi cho mày vêu mồm ra. Bỏ ra. Mày làm sao? Thôi. Mày thích gì? Anh chị thông cảm ạ. Nhà em đang có chuyện không vui, mong anh chị bỏ qua cho. Buồn thì về nhà, đừng có đòi hỏi quyền riêng tư ở nơi công cộng như thế. Đi. Tự do ngôn luận mà cũng không được à? Ngày mấy anh mấy chị là vùng cấm. Thôi thôi anh ơi, dây bọn con đồ làm gì, mệt người ra. Cái gì cơ? Ai gọi con đồ ấy nhở? Có con đồ đây. Mình con đồ đây này. Bà vừa gọi tên mình à? Cái gì? Anh gái con đồ, ngồi im à? Anh
Anh, chị, muốn làm gì thì cứ làm đi. Em quen cả bác sĩ lẫn luật sư đấy. Được luôn. Làm sao? Bố của côn đồ đây. Làm sao hả? Chạy hơi bị nhanh đây. Trời, đùa với anh em mày này à? Để ngồi ăn đi. Đàng nhậu mất cả vui. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.